Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí NGHE NHÌN Việt Nam. Các bạn mến, vào tháng 6 này thì thị trường smartphone tại Việt Nam sẽ chứng kiến sự đổ bộ của rất nhiều những chiếc smartphone độc đáo và thú vị. Vậy thì những chiếc smartphone đó là những smartphone nào thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua trong video ngày hôm nay nhé. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc đến một chiếc smartphone đến từ nhà Oppo, đó chính là chiếc Oppo Reno bản zoom 10x nha. Bên cạnh cuộc chạy đua về cấu hình thì camera sẽ là điểm nóng của các hãng khi mà liên tục có những cải tiến mạnh mẽ về camera phone. Sau khi chiếc Huawei P30 Pro ra mắt không lâu thì với khả năng zoom tới tận 10x hay là 50x thì thậm chí chiếc Oppo Reno 10x Zoom Edition còn làm tốt hơn cả thế. Máy sở hữu cụm 3 camera với độ phân giải camera chính là 48 megapixel, một camera góc rộng 8 megapixel của độ f2.2 và một ống kính tiềm vọng 13 megapixel với khẩu độ f3.0 có khả năng zoom HyperX 10x. Không chỉ có camera sau mà cả camera trước trên máy cũng là một bước sáng tạo của Oppo so với những chiếc máy khác đang có trên thị trường. Và Oppo Reno 10X Zoom Edition sở hữu camera selfie ẩn trong khung và mở lên bằng cơ chế pop-up sử dụng động cơ nảy nâng lên. Cơ chế này sẽ khác so với việc nâng toàn bộ cụm camera lên so với chiếc Oppo Find X. Nên theo Oppo thì nhờ đó nó sẽ có độ bền cao hơn. Và chiếc điện thoại của Oppo này sở hữu một cấu hình mạnh mẽ nhất thế giới Android năm 2019 này với con chip 5855 8x64bit kết hợp với 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Máy sẽ có viên pin là 4065mAh, hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 50W cho tốc độ sạc đầy pin nhanh hơn khoảng 30% so với VOOC 2.0 trước đó. Và dự kiến thì Oppo Reno của chúng ta sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Thứ hai đó chính là chiếc Redmi K20 Pro. Đây là một chiếc smartphone mới được thương hiệu Redmi của Xiaomi ra mắt cách đây có vài ngày thôi. Và với màn hình OLED cỡ 6,39 inch, độ phân giải là Full HD+, tỷ lệ là 19,5/9. Về màn hình được làm rất mỏng mà không bị khuyết bởi camera trước đã được đặt vào mô đun bật lên giống kiểu smartphone cao cấp của Oppo hay là Vivo pop-up á. Và với camera này thì K20 Pro sở hữu 3 camera ở đằng sau. Chúng sẽ bao gồm một cảm biến 48 megapixel sử dụng cảm biến của Sony IMX 586 khẩu độ là f1.75, camera tele 8 megapixel khẩu độ là f2.4, một camera góc rộng 124,8 độ 13 megapixel với khẩu độ là f2.5. Phía trước của chúng ta sẽ là một camera selfie 20 megapixel dạng thò thụt và có hỗ trợ chế độ các góc rộng, AI tự chỉnh sửa làm đẹp vân vân. Và máy cũng có thể quay video siêu chậm với tốc độ là 960 khung hình trên giây. Và K20 Pro có viên pin là 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W, tương tự như Mi 9 và Black Shark 2, cùng với khả năng tối ưu cho game với Turbo 2.0. Và máy cũng có thể chuyển đổi giữa Wi-Fi và 4G một cách rất nhanh chóng và thuận tiện để tránh cho những hiện tượng giật lag xảy ra. Và hiệu năng thì Redmi K20 Pro hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pie với sức mạnh xử lý đến từ con chip Snapdragon 855 của Qualcomm, đi kèm với GPU Adreno 640 với 3 tùy chọn về cấu hình là RAM và ROM lần lượt 6GB, 64GB, 6 và 128 và cuối cùng là 8 và 256GB. Và giá của Redmi K20 Pro bắt đầu từ 361 đô, tương đương với 8,4 triệu đồng, và cao nhất sẽ rơi vào khoảng 10 triệu đồng. Chiếc smartphone thứ 3 đó chính là chiếc Asus ZenFone 6. Chiếc smartphone mới được Asus ra mắt, và Asus ZenFone 6 sở hữu một cấu trúc khung kim loại kết hợp với 2 mặt kính nhiều hơn các flagship hiện nay. Phần mặt lưng được thiết kế bắt cong mềm mại vừa tạo nên một sự bóng bẩy vừa mang đến một cảm giác cầm nắm rất là dễ chịu. Mặt sau của ZenFone 6 có khả năng biến đổi màu sắc theo các góc nhìn khá là thú vị. Tuy nhiên với phiên bản màu sáng như màu bạc thì sẽ hơi dễ dàng để lại dấu vân tay. Các chi tiết ở mặt sau của ZenFone 6 gồm có logo kèm cảm biến vân tay một chạm quen thuộc. Dù vậy thì mọi sự chú ý lại đổ dồn vào cụm camera của ZenFone 6, bởi vì chiếc smartphone này chỉ trang bị một hệ thống camera duy nhất, vừa đóng vai trò camera chính, tức là camera sau, vừa kiêm nhiệm vụ của camera trước nữa. Ưu điểm của việc sử dụng một hệ thống camera này sẽ giúp cho khả năng selfie trở nên chân thực hơn và đẹp hơn. Tuy nhiên, thay vì áp dụng phong cách thò thụt như với các smartphone hiện nay, thì Asus lựa chọn một giải pháp xoay lật mà hãng gọi là flip camera. Toàn bộ cụm camera được bọc trong chất liệu mà Asus gọi là kim loại lỏng, có trọng lượng nhẹ và bền cao hơn so với là thép không rỉ. Hệ thống camera kép này gồm ống kính chính 48 megapixel của f1.79, lấy nét laser và ống kính 13 megapixel góc siêu rộng 125 độ, hỗ trợ quay video 4K 60fps và quay video slow motion 720fps, nhưng chúng ta sẽ không có chống rung quang học IPS. Và camera kép trên ZenFone 6 sẽ có năng bắt nét theo đối tượng thông qua chế độ Motion Tracking. Bên trong thì ZenFone 6 được trang bị cấu hình mạnh mẽ với con chip Snapdragon 855, RAM tối đa là 8GB và tùy chọn dung lượng lưu trữ lên tới là 256GB, pin cực khủng 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0. Máy sẽ có 3 khe cắm chuyên dụng cho 2 nano SIM và một thẻ nhớ SD. Và Asus ZenFone 6 có mức giá khá là hợp lý với $560, tức là khoảng 13 triệu đồng với bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Thứ tư, chúng ta nhắc đến camera kiểu dạng lật như này thì cũng không thể không nhắc tới chiếc smartphone tới đây là Samsung rồi. Đó chính là chiếc Galaxy A80. A80 sở hữu nhiều trang bị rất là phá cách. Trong đó chúng ta phải nhắc đến đó chính là cụm 3 camera phía sau có khả năng vừa xoay 180 độ vừa trượt nữa cơ. Và với cách làm sáng tạo này thì máy sẽ không còn camera selfie ở mặt trước nữa, thế nên là sẽ không có tai thỏ hay giọt nước gì cả. Và với màn hình AMOLED của máy có kích thước là 6,7 inch, độ phân giải là 1080x2400 pixel. Samsung gọi màn hình này là màn hình New Infinity. Và đây cũng chính là chiếc máy đầu tiên được trang bị con chip được gọi với cái tên là Snapdragon 7150 của Qualcomm, RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Ngoài ra thì Galaxy A80 cũng có cảm biến vân tay dưới màn hình nhưng là dạng quang học, không phải siêu âm như Galaxy S10. Nhưng những cái thay đổi này là điều vô cùng dễ hiểu bởi vì dẫu sao Galaxy A vẫn thuộc phân khúc thấp hơn so với dòng Galaxy S rồi. Và camera của máy sẽ có độ phân giải là 48MP và góc độ f2.0 cùng với camera 8MP góc siêu rộng 123 độ. Và Galaxy A80 còn có thêm cảm biến 3D ToF như là Galaxy S10 5G giúp tăng khả năng nhận diện độ sâu và có thể quay video xóa phông cùng các tính năng AR ấn tượng nữa. Và máy có viên pin là 3700mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên tới 25W. Và Galaxy A80 được cài sẵn hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện One UI. Đáng tiếc là ngoài việc bị loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD thì điện thoại này cũng không có cả jack cắm tai nghe 3,5mm nữa. Galaxy A80 sẽ có 3 phiên bản màu sắc là Phantom Black, Angel Gold và Ghost White. Máy đã được lên kệ vào ngày 29 tháng 5 vừa qua với mức giá rơi vào khoảng $732, tức là khoảng 17 triệu đồng. Và có lẽ sẽ sớm được đưa vào thị trường Việt Nam trong tháng 6 này chăng? Vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn những chiếc smartphone thú vị trong tháng 6 này. Và bạn ấn tượng nhất với những chiếc smartphone nào thì hãy cùng nhau để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye!